Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán toàn bộ cái linh kiện phụ tùng của cái dàn máy cắt 70 này các bạn. Thì cái anh này là cái ảnh ở Minh Lương các bạn. Nhưng mà ảnh chặt thịt cái máy cắt này để mà làm cái máy xớ hạ thùng. Do đó nên còn dư cái gì thì bán cái đó. Bây giờ thì ảnh cũng không có cho giá nữa. Ảnh nói là ảnh bán cũng rẻ thôi, cao hơn là giá sắt dụng một tí thì ảnh bán ha. Do đó nên là ảnh không có cho giá, ảnh nói là cao hơn sắt dụng là ảnh bán, tại vì để bán sắt dụng thì nó rẻ quá, do đó nên đồ cũng còn xài được, do đó nên nó cũng ổn, do đó nên ảnh bán là cao hơn sắt dụng. Đó thì ảnh không cho giá. Do đó nên anh em và các bạn cần mua thì là trực tiếp qua bên ảnh để gặp ngay ảnh ha. Đó. Số điện thoại của ảnh thì mình sẽ để trên cái phần tiêu đề. Đó. Còn anh em và các bạn muốn bán đồ thì liên lạc qua bên kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 ha. Thì tất cả những cái linh kiện phụ tùng mui bọng đều, tất cả nói chung là cái máy này chỉ chặt ra làm cái máy xớ thì nó chỉ giữ lại cái phần chân và động cơ ở bên dưới đồ này kia thôi. Còn tất cả là đều bán cho anh em hết, anh em chân dụng được cái gì thì lấy cái đó ha. Đó. Cái giá bán thì rất là hợp lý. Đó. Đồ bông đồ này kia là cuốn bằng inox hết trơn rồi thùng bọng bông tất cả là cuốn bằng inox, đồ còn đang sử dụng. Rồi anh em cần mua thì liên lạc trực tiếp, số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề hết bạn.